Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú về được cho em một mẫu cực kỳ đẹp anh em nhé. Đợt dịp cuối năm gần đây thì rất là nhộn nhịp và em Tú rất may mắn khi về được em Rolex này. Và bây giờ sẽ cùng trên tay và mở hộp cho anh em trước đồng hồ siêu đẹp này anh em nhé. Đây là một cái mẫu có thể gọi là một cái mẫu khá được rất nhiều anh em săn tìm bởi cái độ hiếm của chiếc đồng hồ là cực kỳ cao. Chiếc này của em là một chiếc hàng mới 100%, như anh em thấy đây sẽ còn đầy đủ hết tag cùng với đó là sổ thẻ đi kèm. Chúng ta vẫn sẽ có hai quyển sổ con, quyển sổ World Wide Service của chiếc đồng này, và đây là quyển sổ thuộc dòng Jazz Master. Và nếu mà quyển sổ này ra, anh em sẽ có một cái các thông số về hướng dẫn sử dụng cũng như đó rất nhiều hướng dẫn sử dụng của trên chiếc đồng này. Và em sẽ để ở đây cùng với đó một cái bao da như thế này, tất cả đều có màu xanh lá cực kỳ nổi bật và đặc trưng của Rolex. Anh em sẽ thấy được chiếc thẻ này của em sẽ có mã 126621. Em xin phép che số seri đi, tại vì đây là một chiếc hàng mới và date mua đây 8/1/2022 là một cái date cực kỳ mới anh em nhé. Đó, và tính theo bảo hành hãng của chiếc này thì anh em sẽ được bảo hành tại chính hãng Rolex Việt Nam, đó là 5 năm đến 2027, và bên em vẫn sẽ bao quay đầu lên đời cho anh em, và bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em đó là 5 năm theo chính sách của hãng và bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu, cam kết hàng chuẩn chính hãng cho anh em. Ở đây em sẽ có hai cái tag nữa này, và bây giờ em sẽ cùng trên tay và bóc siêu chiếc đồng này để cho anh em xem. Đây là một mẫu thuộc dòng sport, dòng thể thao của Rolex, và cái dòng này là một cái dòng khá là dễ đeo và có cái màu mặt cực kỳ đẹp, có thể gọi là đẹp nhất trên cái dòng Jazz Master này rồi. Em này của em thì sẽ có size đó là size 40mm, và cái chiếc này sẽ có một cái độ dày khá là ổn với khoảng tầm 10mm thôi anh em ạ. Đó. Thiết kế chiếc này sẽ đặc trưng của dòng thể thao. Nếu như anh em có thể thấy những cái mẫu của dòng Submariner thì những cái mẫu đó nó sẽ sử dụng chức năng là dưới mặt nước, còn trên chiếc Jazz Master này của em thì sẽ sử dụng là trên mặt nước, lấy cảm hứng từ những cái bộ môn đua thuyền. Anh em sẽ có một cái liềng được làm bằng vàng khối 18K màu vàng hồng, và trên cái phần liềng này thì chúng ta sẽ có được làm nổi lên trên các cái phần liềng này sẽ có là các cọc số cũng như các cọc vạch đây, rất nổi bật trên cái phần liềng. Và cái liềng này anh em có thể xoay được cả hai chiều đó, vì là một chiếc sử dụng trên mặt nước để phục vụ cho bộ môn đua thuyền nên anh em có thể xoay được cả hai chiều để chúng ta linh hoạt trong mọi tình huống. Phần về phần mặt số thì đây là phần mặt số có cái màu mặt lâu sô cô la, và trên cái mặt số này sẽ được trải tia rất đều trên cái mặt số này, nên anh em nhìn vào cái mặt số nó sẽ tạo lên cái hiệu ứng rất tuyệt vời. Bộ kim cũng như cọc số sẽ được làm kiểu thiết kế của dòng sport, chúng ta rất cảm giác rất là đặc trưng với cái kim giờ sẽ được làm hình tròn và sẽ có hình ngôi sao ba cánh, cũng như là bộ kim cọc số được làm rất là to bản để giúp anh em xem chức năng một cách rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ có ô lệch góc 3 giờ với nền background màu trắng chữ đen, và trên mặt số thì anh em sẽ in dòng chữ Rolex này, dòng sản phẩm Oyster cùng với đó là dòng Jazz Master, và anh em sẽ có cả một cái dòng chữ là Superlative Chronometer để chứng minh cho bộ máy là một bộ máy siêu chính xác của Rolex. Và trên cái mặt số như thế này anh em sẽ thấy được các vạch chia phút, và ở trên cái phần liềng của chiếc này chúng ta sẽ có các dòng chạy chữ được khắc triện ở trên cái phần liềng thép của mặt số, thì chạy chữ vòng quanh, và ở góc 6 giờ thì anh em có thể thấy được số seri của chiếc đồng này. Chúng ta sẽ check số seri chuẩn trên đồng hồ và trên thẻ là ok. Còn đến với phần mặt kính thì anh em sẽ có một cái mặt kính được làm sapphire nguyên khối, và ở góc 3 giờ thì anh em sẽ có một phần lúp để giúp anh em xem chức năng một cách rất là dễ dàng. Phần lúp này nó sẽ giúp zoom lên cái phần ô lịch này giúp 2,5 lần để giúp anh em xem chức năng một cách rất là dễ dàng. Nếu mà anh em nhìn nghiêng thì thấy ô lịch cực kỳ nhỏ nhá, và khi qua cái mặt lúp này nó phóng lên rất là to. Phần liềng thì anh em sẽ có là các rãnh khí ở đây cực kỳ bén cạnh đó. Chúng ta sẽ có là các lát cắt khoét sâu trong liềng tạo thành những cái lát khía như thế này
để giúp anh em sử dụng chức năng một cách rất dễ dàng và nó tăng cái tính thẩm mỹ lên rất là nhiều. Còn ở bên tay phải của em thì anh em sẽ có một cái phần tai lúm này được làm nhô lên để bảo vệ phần lúm như thế này. Đặc trưng trên căn dòng Sport thì thường sẽ có một cái phần tai lúm để làm cao lên để bảo vệ phần lúm, bởi tính chất của dòng Sport thì yêu cầu cái độ bền bỉ và cái độ chịu nước cực kỳ cao, nên chúng ta sẽ có một cái tai lúm đây, và lúm sẽ là lúm vặn cổ chai để bảo vệ bộ máy ở bên trong. Thì muốn sử dụng cái bộ cái chức năng này thì anh em sẽ phải mở lúm để chỉnh chức năng, vặn ngược ra để mở lúm, vặn tiến lên sẽ là đóng lúm. Khi mà vặn ra được cái gen thì anh em sẽ thấy được chúng ta sẽ có một cái gen, cái gioăng chống nước đây, gioăng cao su, đó là một cái gioăng này và còn hai cái gioăng nước ở trong này cơ, nên độ chống nước của trên này là cực kỳ tốt anh em nhé. Khi mà rút ra một lớp thì sẽ là chỉnh lịch đó. Và rút ra lớp thứ hai sẽ là chỉnh giờ. Còn khi trong đang ở lớp không thì anh em có thể lên được có tay. Còn khi đóng chặt lúm thì anh em ấn và xoáy nó vào, phần lúm sẽ ôm sát với phần thân để tăng cái độ bảo vệ cực kỳ tốt. Còn phần thân này sẽ được làm bằng thép không gỉ 904L, sẽ được đánh bóng này. Còn phần dây thì phần vàng khối 18K ở giữa này, ở phần chỉ ở giữa sẽ được làm hoàn thiện kiểu đánh bóng, và phần hai bên cạnh sẽ được làm kiểu thép phay xước cực kỳ đẹp anh em nhé. Một bộ dây tăng, một bộ dây cực kỳ khỏe và nam tính, rất hợp với những cái mẫu đồng hồ thể thao của Rolex. Chúng ta sẽ có là các chốt vít vặn ở đây để giúp anh em cắt mắt theo theo cổ tay của mình. Còn đây phần khóa chiếc đồng này, anh em vẫn sẽ có một cái phần khóa, mặt trong khóa sẽ được khắc dòng chữ Rolex này với thông số của khóa, và khi mà anh em muốn đóng cái khóa này lại thì anh em phải bấm hai lần. Lần 1 thì chúng ta đóng cái lớp này vào, sau lần 2 chúng ta sẽ gập cái logo này xuống. Đó, nó sẽ tạo lên một cái tổng thể rất đẹp và rất thể thao. Khi muốn mở thì anh em mở cái này ra và mở cái này lên. Đó, rất là dễ dàng. Còn ở mặt sau khóa thì anh em sẽ có một cái lớp mắt gập như thế này. Đó. Mắt gập này thì anh em có thể nới rộng hoặc thu ngắn lại tùy ý, tùy theo cái sở thích cũng như là phong cách mà anh em đeo. Ví dụ chúng ta muốn đeo lỏng hoặc đeo bên ngoài áo bơi thì anh em nới rộng cái mắt này ra. Đó. Còn khi chúng ta đeo bình thường, đeo hàng ngày thì anh em gập cái mắt này lại để nó thu gọn lại, rất là dễ dàng. Như dòng sắp thì anh em sẽ có một cái mắt trượt, anh em kéo lên để trượt, nó sẽ ra khoảng tầm 2 mắt. Còn chiếc này thì nó sẽ ra khoảng tầm 1 mắt con thôi. Còn đây là mặt sau đây, mặt sau đấy sẽ đáy kín của chiếc này. Bộ máy tự động anh em nhé, bộ máy do chính Rolex nghiên cứu và chế tác. Size số thì size số của chiếc này là cộng trừ 0 đến 2 giây một ngày, cực kỳ bền bỉ và chuẩn xác. Nói chung là một chiếc Rolex thì anh em không phải lăn tăn gì bất cứ điều gì rồi, tại vì Rolex họ làm quá tốt. Chiếc này thì là một chiếc hàng mới thì em đang giao lưu với anh em trong thời điểm hiện tại, đó là 575 triệu, và bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng này. Với size 40 của Rolex ra trong Jazzmaster này thì như anh em thấy cổ tay em, cổ tay 16 đây, đeo lên tay cực kỳ đẹp anh em nhé, cực kỳ vừa vặn luôn, cái kiểu sinh ra là dành cho nhau vậy, rất đẹp và nam tính. Dòng Sport của Rolex thì luôn luôn có một cái thiết kế rất đẹp và được rất nhiều anh em ưa chuộng, bởi vậy cái mức giá của chiếc này nó cũng rất là cao. Ok, thì chiếc này em đang sẵn tại Hà Nội, thì anh em ở Hà Nội thì có thể qua số 78 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc số 17 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội để lên tay trực tiếp. Anh em trong Hồ Chí Minh thì có thể qua số 82 đường số 2, phường 26 quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh để xem đồng hồ cũng như là giao dịch trực tiếp ở trong đó. Số điện thoại của em thì em có để dưới góc màn hình, anh em có thể liên hệ với em qua trực tiếp qua Facebook, Zalo, hoặc liên hệ trực tiếp với em cũng bằng bất cứ hình thức nào cũng được, em sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc mà anh em đang quan tâm. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video của em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và gặp lại anh em.